Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, trước khi vào video của ngày hôm nay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like video cũng như là bình luận để ủng hộ mình các bạn nhé. Và phía sau mình hiện tại đang có hai cái con diều khá là quen thuộc với các bạn đúng không? Đầu tiên ở bên đây là chính là con diều với kích cỡ là 2m, được mình làm chất liệu là full tre mọi người ạ. Con này đã có video rồi nhá, bạn nào chưa xem video này thì nhanh chóng vào kênh của mình để xem lại nhá. Và ở đây là một cái con diều với kích cỡ là 1m6, được mình làm bằng ngọn cần câu. Con này là có thể lắp ghép được luôn mọi người ạ. Phải nói là ok chưa? Rồi ở phía trên này này các bạn này, đó, ở đây là một con diều 3m này. Con này là con siêu to nhất ở trong cái mùa này mình làm. Đó. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video, đấy là sẽ làm một cái con diều độc lạ phiên bản mini để dành tặng cho mấy thằng cu ở trong xóm mình nha các bạn. Mình sẽ tặng cho một bạn fan nào may mắn nhất ở trong xóm mình. Thì bạn nào may mắn thì các bạn phải xem cái video này để xem thử là đứa nào là đứa may mắn nhất mọi người nhá. Thì cái con phiên bản mini này thì mình tính là mình sẽ làm bằng cáp quang. Đây, đó, cáp quang này là kích cỡ là đâu đấy hình như là 1.7L mọi người ạ. Mình đã mua sẵn ở trên Shopee về các bạn này. Đấy, hôm nay mới có thời gian rảnh để làm video này cho các bạn xem được. Nếu như các bạn nào thích cái video này thì đừng quên cho mình một like cái video. Các bạn đừng có xem chùa nữa, bởi vì là các bạn like video mình không có giàu lên được đâu các bạn ạ. Nó chỉ giúp cho mình, tạo động lực cho mình để mình tiếp tục thực hiện video, sản xuất video cho mọi người xem thôi. Còn thu nhập của mình vẫn đến chính từ những cái lượt xem của các bạn. Vậy nên là các bạn nhớ cho mình một like và tiếc gì mà không đăng ký kênh cho mình luôn các bạn nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm luôn. Vì là làm diều to sẽ phải phụ thuộc vào gió để cho dễ thả, nên là mình sẽ quyết định làm một con diều mini với cáp 1.7L mọi người nhá. Từ những cái nan cáp quang 1.7L này thì mình đã cắt ra những cái nan như thế này các bạn nhá. Đầu tiên là mình sẽ cắt hai nan với chiều dài là 1m mọi người ạ. Và tiếp theo nữa là hai nan với kích cỡ là 70cm nhá. Và cuối cùng là hai nan với chiều dài là 30cm. Vậy nên là mình sẽ nẹp 3 nan. Bởi vì là nan này cũng khá là nhỏ, mình làm diều 1m thì mình sẽ phải nẹp cho nó cứng cứng lên một xíu. Khi mà gió to thì nó sẽ không bị cụp cánh nhá. Và que cái thì vẫn như thường lệ, mình sẽ sử dụng một cái nan lồng chim. Đấy, cái nan này là có 4 ly, đúng rồi, 4 hay 5 ly gì đó mọi người ạ. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành nẹp này cũng như là dán keo để vào lên hoàn thiện một bộ khung. Đây chỉ mới hoàn thành được một cái phần cánh thôi nhá, còn phần đuôi là mình chưa đâu. Đuôi gì thì các bạn nhớ xem thì cái video này, lát nữa mình sẽ tiết lộ cái bộ đuôi khá là độc lạ, khá là độc đáo để cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào hướng dẫn mọi người cách để nẹp ba cái nan này lại với nhau để cho bạn nào chưa biết có thể lập theo luôn. Về cái cách nẹp nan ấy các bạn ạ, thì hình như là hầu như những cái video hướng dẫn làm diều mình đều chia sẻ với các bạn rồi. Đầu tiên là các bạn nẹp hai nan 1m với nan 70 lại với nhau. Sau đó thì các bạn đặt nan thứ ba là nan 30cm lên ở phía trên thì nó sẽ tạo ra được một cái bộ nan 3 như thế này các bạn nhá. Đây này, nan 30 này. Phía dưới này là nan 1m với nan 70 này. Đó, thì bây giờ nó đã được một cái bộ nan như thế này. Đó, tương tự như thế thì các bạn nẹp cái cánh bên kia lại giúp mình luôn nhá. Đây các bạn ơi, đó, bây giờ thì nhìn khá là chắc chắn rồi nhá. Nhưng mà vẫn chưa ổn đâu mọi người ạ. Các bạn phải chuẩn bị thêm cho mình ở đây là cái dây chẳng bát này. Cái dây này thì nó tùy loại lắm, cái này thì mình được thằng quê em nó tặng các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái loại này, mình quấn ở ngoài này một xíu này. Thay vì các bạn sử dụng sợi chỉ ấy, thì mình quấn thế này để cho nó không bị bung. Thời gian dài là mình sửa diều của mình mà gặp nước các bạn ạ thì nó sẽ bị bung ra, nên là bây giờ mình sẽ gắn ở đây một xíu rồi nhá. Đây, đó, mình chỉ cần thêm vào một chút xíu thế này thôi này. Đó, dùng keo 502 dán vào. Nó vừa chắc mà nó lại vừa thẩm mỹ mọi người ạ. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong về cái bộ nan cánh các bạn này. Đều được mình bo những cái phần này để cho nó không bị bong tróc trong cái quá trình sử dụng mọi người nhá. Đảm bảo uy tín và chất lượng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vào cái que cái là một cái nan lồng chim. Con diều này mình làm với chiều dài là 1m, vậy nên là mình sẽ nhân cho 28, sẽ ra bụng là 28cm các bạn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ phải gắn một cái đầu trên này trước này. Đó, chỗ này một cái này. Và cách khoảng cách là 28cm, sau đó mình sẽ gắn một cái ở đây nữa. Phần này chắc chắn là các bạn đã biết rồi đúng không? Like chưa các bạn nhỉ? Bạn này like video chưa? Bạn đang xem video đấy, đó, bạn này chính xác, bạn này like video mình chưa? Chưa like thì bấm like đi các bạn, tiếc gì đâu mà không like nhỉ? Like nhá!
Thì hụt nãy giờ cuối cùng cũng đã hoàn thành xong về cái phần cánh rồi mọi người này. Cái phần cánh này các bạn thấy nó có quen thuộc không? Quá chi là quen thuộc luôn đúng không các bạn? Bởi vì là hầu hết tất cả những cái con diều sáo của mình làm thì nó đều giá ra một cái dạng như thế này rồi này. Đó các bạn thấy không? Bây giờ sẽ tới một cái phần nó đặc biệt ở chỗ nào, chính là phần đuôi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm con diều đặc biệt và cái đuôi nó sẽ như thế nào luôn các bạn nhá. Ngay sau bây giờ là sẽ được tiết lộ này. Vậy nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký nhá. Rồi ok, bây giờ sẽ tiến hành vào làm luôn. Sau khi mà các bạn làm xong về phần cánh ấy, các bạn lại cắt thêm cho mình một cái đoạn cạp quang cũng là 1,7 ly nhưng mà chiều dài bây giờ là tầm khoảng 2 mét mọi người ạ. Bởi vì là lần đầu tiên mình làm cho nên là mình cũng chưa đo lường cụ thể là bao nhiêu, nên là các bạn cứ cho nó thừa thừa một xíu nhá. Và bây giờ là mình sẽ uốn cong thành một cái vòng tròn với kích cỡ tầm cỡ này mọi người nhá. Tầm thôi, bởi vì là bây giờ hiện tại thì đang theo cái tầm mắt của mình thôi mọi người ạ. Và các bạn bo tròn ở đây. Và các bạn sử dụng sợi chỉ hoặc là bất cứ một cái sợi dây gì đó để các bạn cố định ở đây giúp mình này. Sau mấy khi mình cột xong thì nó sẽ ra một cái hình dạng như thế này nhá. Nếu mà chỉ đi một con diều bình thường thì nó sẽ khá là bình thường rồi. Bây giờ nó đặc biệt ở chỗ là cái đuôi này. Cái đuôi này thì đã được mình gấp lại thành một cái vòng tròn, sau đó mình bo lại để cho nó tròn tròn lên một chút xíu như thế này mọi người nhá. Và bây giờ các bạn xem này. Đó, mình sẽ tính là sẽ đặt nó vào đây. Và chỗ này mình sẽ làm cho nó một cái bẹn nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn thấy nó đặc biệt ở chỗ nào chưa? Cái dáng này thì mình được một thằng cu em nó chia sẻ ở trên cái nhóm, cái group chia sẻ làm diều ba miền của mình. Vậy nên là bạn nào mà muốn tham khảo những cái món diều độc lạ hay là tham gia nhóm thì nhanh chóng xuống dưới phần bình luận. Mình sẽ để cái đường link vào nhóm group của mình ở trên Facebook mọi người nhé. Thì các bạn có thể vào đó tham gia vui cũng như là học hỏi kinh nghiệm và làm những con diều mới lạ. Đấy, như thế này thì nó khá là độc lạ này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đầu tiên là mình gắn cố định ở những cái phần ở đây lại này. Đó, ví dụ như đây và dưới này. Gắn xong thì mình sẽ làm ở phía trên này các bạn nhá. Các bạn ơi, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong về cái kiểu dáng độc lạ này rồi các bạn nhá. Không biết là kiểu dáng này là kiểu dáng gì và thuộc cái môn phái nào, nhưng mà mình thấy nó khá độc lạ rồi các bạn ạ. Làm từ sáng tới giờ mà bây giờ nó không lên một cái nữa thì ôi dồi ôi luôn. Thôi nhưng không sao, lát nữa thì mình sẽ vào áo và chiều nay đi test cho các bạn xem. Và các bạn xem đến đây thì các bạn dự đoán là con diều này liệu có lên không. Đây này, cái dáng của nó đây các bạn này. Đó, phía dưới là sẽ có một cái bụng tròn, lên đây sẽ có một cái bẹn nho nhỏ và phía trên là một cái dạng diều sáo phổ thông bình thường thôi. Sau khi vào áo thì hy vọng nó sẽ lên mọi người nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào áo cho em ấy luôn. Về phần vào áo thì chắc là các bạn đã biết rồi, mình sẽ làm nhanh phần này luôn. Rồi các bạn ơi, tình hình là mình đã hoàn thành xong về cái con diều độc lạ của mình bằng cặp quang rồi các bạn nhá. Đây các bạn này, đó hình dạng của cái con diều sau khi được mình vào áo rồi. Và chiều hôm nay thì có rất là nhiều những cái bạn nhỏ ở đây để hóng chờ cái mini game mình tặng con diều độc lạ này. Thì chương trình thế nào thì lát nữa các bạn cùng mình xem thử liệu là bạn nào trong số này may mắn nhận được con diều này các bạn nhá. Thì trước khi để giao con diều này cho bạn nào may mắn thì bây giờ bọn mình sẽ tiến hành test thả thử con này các bạn ạ. Để xem thử là liệu nó có lên đã hay không. Đây tổng quan về con diều sau khi được mình hoàn thành này. Đó, nói chung là về cái cách làm thì mình đã chia sẻ ngay từ đầu video rồi đúng không? Còn về phần vào áo thì mình ở đây đã vào 3 màu áo này, màu đỏ, màu đen và màu vàng ở dưới này. Thì con diều này độc lạ ở chỗ là cái đuôi thì đã được mình biến dạng đi một xíu thì nó sẽ trở nên một cái hình dáng như thế này. Thì cái con diều này chủ yếu là mình làm để tặng, vậy nên là chiều nay rất là đông những cái thanh niên ở trong xóm mình, nào là lớn bé nhỏ tất cả có các bạn ạ. Ngoài ra thì có một số bạn nhỏ đã có sẵn diều này, ví dụ như con này, đại trà. Và một con diều kia nữa đâu nhỉ? Hồi nãy thấy có một con nữa mà. Gãy rồi à? Ôi chưa thả mà. Đấy, nói chung là bây giờ thì tiến hành test thả tất cả những con diều này. Và lát nữa thì mình sẽ xem thử bạn nào may mắn nhận được con diều này của mình các bạn nhá. Để xem thử là con diều này của mình tự làm liệu có giật tay được không mọi người nào. Ôi dồi ôi. Ôi dồi, đại trà của tôi. Rồi rồi, con diều này đang lên các bạn này. Đấy, dáng diều khá là độc lạ đúng không các bạn? Bây giờ lên rồi, đang lên. Rồi, những con diều kia thì bây giờ lên lúc luôn nhá. Con này này, lên luôn em. Đấy, hai con đã lên. Đại trà đâm sao chú em ạ. Ở đây có một con diều nữa các bạn này. Ui, diều này đông quá nên là mấy đứa này nó nhoi quá các bạn ơi. Em vừa đâm chung ngã xong. Ui. Đây, con diều độc lạ của mình thì đã lên tới đây rồi các bạn này. Hiện tại thì con diều này đang rất là dễ lên. Rồi, đại trà đang mờ ảo đây các bạn này. Đại trà thì do cái áo màu trắng nên là khó nhìn các bạn ạ. Đấy, và con diều độc lạ của mình thì hiện tại đang nằm ở trên cùng, khá là cao. Con này rơi đây à. Và đây là những thanh niên đang chờ để lát nữa nhận được con diều của mình.
Chiều nay thì khá là đông vui, một buổi chiều rất đông những bạn nhỏ trong xóm này. Và hiện tại đang có 2, 3, 4 con diều đang được lên. 4 con, đấy các bạn thấy con của mình không? Ý dạ con này, rồi đâm rồi. Ui dạ, đâm luôn. Đấy, hai con này đang bắt đầu lên lại các bạn ơi. Một con đại trà và một con diều độc lạ của mình đã lên. Ủa, hai con này đại trà thì đang trao đảo nhá. Đấy, ngon. Ngon luôn, ngon luôn, ngon luôn. À, tổng quan về con diều độc lạ của mình đây các bạn này. Bạn nào mà muốn làm giống như cái con này thì có thể theo ở đầu video mọi người nhá. À, đó các bạn nhá, nói chung là tẹt về diều thì đã lên rất là ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ suy nghĩ xem thử là nên chơi cái mini game nào để một trong những đứa này nhận được các bạn ạ. Cái kiểu này đông quá, không biết là tặng đứa nào. Thì chắc là mình sẽ chơi một cái trò chơi gì đó nho nhỏ để xem thử đứa nào may mắn nhất để nhận con diều này các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đang chơi một cái trò chơi, đó chính là cắt dây và thả diều. Xem thử là thằng nào nhặt được thì thằng đó sẽ nhận được con diều này của mình các bạn nhá. Bởi vì là số lượng chơi thì khá là đông nhưng mà không biết chơi trò chơi gì để tìm ra được bạn may mắn các bạn ạ. Ui da, bạn đang cắt dây. Ôi trời ơi. Ôi ôi, thanh niên này dùng răng để cắn cái sợi dây này của mình này. Đấy. Đấy. Đẳng cấp một trời, khoan thả nhá. Chừng nào anh kêu thả mới được thả nhá. Để anh thả cho. Ui trời. Răng nào sắc quá. Ôi trời. Để rắn tới. Hơn là tình nhân. Hơn là tình nhân. Hơn là tình nhân thấy cái răng chứ. Hơn nơi thấy cái răng đỏ đỏ cái ơi. Ôi sắp chú Mỹ ơi, chú Mỹ ơi. Gần sắp chưa, gần đất chưa? Gần đất rồi. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Răng tôi đó. Rồi, đợi, 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 khoan, từ từ. Ôi, 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 ôi. Các bạn ơi, thì trò chơi của mình sẽ là thả dây cho con diều này và trôi đi. Đứa nào nhặt được cái con diều này thì đứa đó sẽ may mắn nhất để nhận con diều này các bạn nhá. Được chưa? Không chơi à? Không chơi à? Được chưa? Đây các bạn nhá, con diều hiện tại đang ở đây này, chuẩn bị thả này. 1, 2, 2 rưỡi, 3. Rồi, con diều của mình hiện đã lạc trôi các bạn nhá. Và đây là những cái đứa nhỏ, ui trời ơi, rất là đông những cái phần tử đang săn con diều. Đây, con diều của mình. Ủa, hình như là đã có một người nhận được diều rồi các bạn ạ. Có một đứa đã nhận được diều. Ủa, cái trò chơi này tính ra nó đơn giản thế nhỉ. Rồi rồi, đang giành nhau, đang giành nhau. Đấy mọi người nha, thì cái video này chủ yếu là mình chế ra một con diều độc lạ và sau đó là dành tặng cho một bạn fan trong xóm của mình. Thì do số lượng chơi khá là đông, vậy nên là mình phải chơi theo kiểu là cắt dây và xem thử đứa nào nhặt được. Úi giời, nó còn giành nhau kìa. Thì nói chung là đứa nào cũng được thôi. Thì đứa nào không nhận được thì lần sau mình là tiếp tục thực hiện làm một con diều khác để dành tặng cho mọi người ạ. À, rồi các bạn ơi, thì sau một cái mini game nho nhỏ đấy là cắt dây thả diều thì đã có một bạn này đã nhận được con diều này rồi các bạn này. Đó, một con diều độc lạ nhá. Bạn này khá là quen rồi đúng không? Hình như là có một cái video solo diều với bạn nhỏ này rồi. Và hiện tại đã là chủ nhân may mắn để nhận được con diều này. Rồi, nói chung là cái video này chỉ có thế thôi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp mình. Và bạn nào chưa like video nhớ like video các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.